Điện Kremlin tuyên bố chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân khi đất nước bị đe dọa. Kho nhiên liệu vùng Kursk của Nga bị UAV Ukraine tấn công. Quan chức tình báo Nga cảnh báo xung đột hạt nhân sau tuyên bố của ông Macron. Nguyên nhân khiến Nga không thể ngăn xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu chiến. Xin kính chào quý vị khán giả. Khánh Phương rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 6 tháng 3, người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov một lần nữa khẳng định Nga chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân khi sự tồn tại của đất nước bị đe dọa. Ông Peskov nói, nếu có điều gì đó đe dọa sự tồn tại của đất nước, chúng ta sẽ buộc phải sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, vũ khí hạt nhân được mô tả là những vũ khí cuối cùng trong học thuyết của Moscow về việc quản lý việc sử dụng chúng. Học thuyết của Nga nêu rõ nước này sẽ trả đũa bằng vũ khí hạt nhân nếu nước này hoặc các nước đồng minh phải hứng chịu đòn tấn công đầu tiên. Trong khi đó, báo Financial Times từng trích dẫn các bài thuyết trình bị rò rỉ dành cho các sĩ quan hải quân Nga được cho là dựng từ năm 2008 đến năm 2014, nói rằng ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật tầm ngắn của Moscow có thể thấp hơn so với những gì các chuyên gia quốc phòng phương Tây đã ước tính. Bài báo đưa tin quân đội Nga coi tình huống chiến trường mà tổn thất phát sinh dẫn đến việc họ không thể ngăn chặn sự gây hấn của đối thủ và an ninh đất nước bị đe dọa. Đó sẽ là cơ sở để Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân. Việc phá hủy 20% tàu ngầm tên lửa chiến lược của Nga, 30% tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân hoặc các cuộc tấn công đồng thời vào các trung tâm chỉ huy chính và dự bị ven biển được cho là những ví dụ cụ thể. Tại thời điểm đó, Điện Kremlin đã hoài nghi về độ chính xác của tài liệu bị rò rỉ. Tháng 6 năm 2023, khi nói về vũ khí hạt nhân chiến thuật của đất nước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng không cần sử dụng chúng vì chúng chỉ nhằm mục đích răn đe. Cuối tháng trước, trong bài phát biểu thông điệp liên bang, ông Putin cho biết Nga có kho vũ khí hạt nhân khổng lồ đang ở trạng thái hoàn toàn sẵn sàng để triển khai. Chủ nhân Điện Kremlin cũng cảnh báo nguy cơ một cuộc chiến tranh hạt nhân nếu phương Tây quyết định đưa quân trực tiếp tới Ukraine để chống lại Nga. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga bác bỏ tin tức vô căn cứ trên truyền thông phương Tây rằng Nga có ý định triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian. Ông Putin gọi đây là cách mà Mỹ dùng để gây sức ép nhằm buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán với các điều khoản do Washington đưa ra. Tổng thống Putin cho biết 95% lực lượng hạt nhân của Nga đã được hiện đại hóa. Cụ thể, 3 bộ vũ khí hạt nhân của Nga, bao gồm các vũ khí hạt nhân chiến lược trên bộ, trên biển và trên không, đã được bổ sung, liên tục được hiện đại hóa và hoạt động tốt. Ông nói, kết hợp kinh nghiệm chiến đấu thực tế, chúng ta sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng vũ trang bằng mọi cách có thể, bao gồm cả các nỗ lực tái trang bị và hiện đại hóa đang được tiến hành. Hiện nay, tỷ lệ vũ khí và thiết bị hiện đại trong lực lượng vũ khí hạt nhân chiến lược đã đạt 95%. Ngày 6 tháng 3, trong một bài đăng trên Telegram, Thống đốc vùng Kursk của Nga, ông Roman Starovoy xác nhận một kho nhiên liệu và dầu nhờn đã bốc cháy dữ dội sau cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine vào khu vực này. Vị thống đốc Nga cho biết, ngày 6 tháng 3 một đám cháy đã bùng phát tại kho nhiên liệu và dầu nhờn do cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine ở quận Zelenogorsk. Theo ông Starovoy, vụ tấn công của Ukraine không gây ra thương vong dân sự cũng như quân sự. Ông Starovoy không cung cấp thêm thông tin chi tiết nào về vụ tấn công. Tuy nhiên, ông cho biết các dịch vụ khẩn cấp đã nhanh chóng đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết họ vừa ngăn chặn một cuộc tấn công khác bằng máy bay không người lái của Ukraine trên khu vực Voronezh ở miền Tây nước Nga. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố lực lượng nước này vừa ngăn chặn đợt tấn công xuyên đêm mới nhất của Nga vào nhiều khu vực ở Ukraine. Theo Reuters, Nga đã phóng 42 máy bay không người lái cũng như 5 tên lửa nhắm vào 8 khu vực của Ukraine. Ukraine cho biết, lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ 38 trong số 42 máy bay không người lái Nga phóng vào Ukraine sáng sớm ngày 6 tháng 3. Lực lượng không quân cho biết, các cuộc đánh chặn diễn ra trên bầu trời các khu vực Dnipropetrovsk, Odessa, Kherson, Khmelnytsky, Cherkasy, Kharkov, Vinnytsia và Sumy. Thống đốc khu vực Dnipropetrovsk của Ukraine, ông Sergei Lysak báo cáo rằng vụ tấn công mới nhất của Nga khiến đường dây điện trong khu vực bị hư hại nhưng không có ai bị thương. Ngoài ra, Ukraine cũng xác nhận quân đội Nga ở vùng Donetsk cũng đã phóng 5 tên lửa đất đối không F-300 vào các mục tiêu của Ukraine, nhưng không nêu chi tiết về vụ tấn công và thiệt hại. Trong những tháng gần đây, cả Nga và Ukraine đều tích cực tấn công cơ sở hạ tầng vào sâu bên trong lãnh thổ của Nga. Trong một cuộc phỏng vấn, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, ông Kirilo Budanov cho biết, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên lãnh thổ Nga là hoàn toàn có thể xảy ra. Ông Budanov tuyên bố, về lý thuyết, một kế hoạch đã được đề ra để thực hiện tất cả những điều này
và tôi tin rằng kế hoạch này bao gồm tấn công tất cả cơ sở hạ tầng quan trọng và cơ sở hạ tầng quân sự của Liên bang Nga. Ukraine được cho là liên tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu khí ở Nga bằng các máy bay không người lái nhỏ, giá rẻ, có thể vượt qua hệ thống phòng không của Nga. Hàng loạt cơ sở ở Nga bị tấn công như nhà máy lọc dầu Rosneft ở Tuapse, một cơ sở lưu trữ cũng của hãng Rosneft tại Kalinsi và ga Uluga trên biển Baltic của công ty khí đốt Novatek. Trong cuộc phỏng vấn, ông Budanov không công khai nhận trách nhiệm của Ukraine với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, ông Budanov cho biết các cuộc tấn công trên lãnh thổ Nga có nghĩa là người dân nước này cuối cùng cũng nhìn thấy bức tranh thực tế và điều đó có lợi cho Ukraine. Quan chức tình báo Ukraine nói, họ nhìn thấy các kho dầu bị đốt cháy, các tòa nhà bị phá hủy trong các nhà máy và các xí nghiệp. Tất cả đều có lợi cho Ukraine. Theo Business Insider, các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu ở Nga dường như đã sử dụng các loại vũ khí hoặc máy bay không người lái cũ hơn từ thời Liên Xô, mà Ukraine có thể có được mà không cần sự trợ giúp của phương Tây. Các đồng minh của Ukraine cũng nói rằng họ không muốn các loại vũ khí mà họ cung cấp cho Kiev được sử dụng để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Ukraine đang tập trung sản xuất thêm vũ khí nội địa, trong đó có tên lửa có thể bắn trúng mục tiêu gần 1.500 km trong lãnh thổ Nga. Ukraine cho biết sẽ sử dụng vũ khí này để tấn công các mục tiêu quân sự chứ không phải mục tiêu dân sự. Theo các chuyên gia, việc làm gián đoạn mạng lưới cung ứng vốn đóng vai trò như mạch máu nuôi cơ thể là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Ukraine nhằm gây khó cho Nga trên chiến trường. Ngoài ra, chiến lược này còn nhằm gây thiệt hại cho ngành công nghiệp vốn được coi là xương sống của kinh tế Nga. Trong khi đó, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov cũng thừa nhận tình hình trên chiến trường hiện nay rất khó khăn với quân đội Ukraine trong bối cảnh nguồn viện trợ từ phương Tây chậm lại. Khi được hỏi liệu Ukraine sẽ làm như thế nào khi viện trợ từ phương Tây chỉ trệ, ông Danilov cho biết Ukraine sẽ tiếp tục các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông nhấn mạnh những cuộc tấn công này được thực hiện bằng vũ khí nội địa của Ukraine, đặc biệt là máy bay không người lái chứ không phải vũ khí phương Tây. Ông Danilov hé lộ chiến thuật hiện nay của Ukraine, gây thiệt hại cho đường sắt, kho dầu, kho khí đốt, các cơ sở hạ tầng khác có tầm quan trọng đối với quân đội Nga. Những kho dầu này được sử dụng để tiếp nhiên liệu và chứa xăng cho quân đội Nga. Chúng tôi cần phá hủy những cơ sở đó, vị quan chức này cũng nhấn mạnh. Những vụ tấn công như vậy sẽ còn tiếp diễn, sẽ có thêm nhiều hơn nữa các vụ tấn công kiểu đó. Chúng tôi không dừng lại cho đến khi giành lại toàn bộ lãnh thổ, cho đến khi đối phương rút hết khỏi lãnh thổ của chúng tôi. Theo ông Danilov, những thiệt hại mà Ukraine gây ra trên lãnh thổ Nga ở Petersburg, ở Kursk, ở Voronezh, Belgorod, Moscow, Smolensk hay các vùng lãnh thổ khác đều là các cơ sở quân sự bị tấn công bằng vũ khí do Ukraine sản xuất. Quan chức Ukraine tuyên bố, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để những cuộc tấn công đó gây tác động mạnh nhất có thể, để họ có thể cảm nhận được xung đột là như thế nào. Xung đột không chỉ diễn ra trên lãnh thổ của chúng tôi, mà phải trên cả lãnh thổ của Nga. Sau cuộc họp của hơn 20 lãnh đạo phương Tây hồi tháng trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết các bên tham gia cuộc họp đã thảo luận phương án đưa quân vào Ukraine. Ông tiết lộ phương Tây chưa đạt được đồng thuận về vấn đề này nhưng không loại trừ bất cứ kịch bản nào trong tương lai. Liên quan vấn đề này, ngày 5 tháng 3, trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Solop Live, khi được người dẫn chương trình hỏi liệu những tuyên bố như vậy của Tổng thống Pháp có đang đẩy thế giới đến bờ vực chiến tranh hạt nhân hay không, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga Sergei Naryshkin khẳng định, có. Theo ông Naryshkin, những tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc triển khai quân đội NATO ở Ukraine cho thấy sự vô trách nhiệm của các nhà lãnh đạo châu Âu. Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga nhấn mạnh, điều đó thể hiện trách nhiệm chính trị cao độ của các nhà lãnh đạo hiện tại của các nước châu Âu, trong trường hợp này là Tổng thống Pháp. Ông nói thêm, thật buồn khi chứng kiến điều này, thật buồn khi hiểu rằng các nhà lãnh đạo châu Âu và Bắc Đại Tây Dương hiện nay thiếu khả năng đàm phán và thường thể hiện sự thiếu hiểu biết chung. Đó là lý do những tuyên bố như vậy rất nguy hiểm. Ngày 29 tháng 2, trong thông điệp liên bang phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo kịch bản phương Tây đưa quân vào Ukraine có thể châm ngòi cho một cuộc chiến hạt nhân. Nhà lãnh đạo Nga nói, phương Tây phải hiểu rằng chúng ta cũng có vũ khí có thể tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, tất cả những điều này thực sự có thể kéo theo một cuộc xung đột mới với việc sử dụng vũ khí hạt nhân và sự hủy diệt nền văn minh. Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cho rằng những hành động và phát ngôn nguy hiểm trong chính sách đối ngoại của phương Tây kéo theo nguy cơ xung đột hạt nhân và hủy hoại nền văn minh. Ông nói, tất cả những gì phương Tây đang nghĩ ra, những gì họ đang khiến cả thế giới sợ hãi,
Tất cả những điều này thực sự kéo theo mối đe dọa một cuộc chạy đua vũ trang, một cuộc chiến tranh hạt nhân đồng nghĩa với việc hủy diệt nền văn minh. Ông lặp lại cáo buộc rằng phương Tây đang muốn làm suy yếu nước Nga và cho rằng các nhà lãnh đạo phương Tây không hiểu sự can thiệp của họ có thể nguy hiểm đến mức nào vào những gì ông coi là công việc nội bộ của Nga. Trong khi đó, sau phát ngôn của Tổng thống Macron, các đồng minh trong Tổ chức Bắc Đại Tây Dương, NATO, nhanh chóng nêu rõ quan điểm rằng họ không có ý định đưa quân đến Ukraine, không ủng hộ can dự trực tiếp vào cuộc xung đột. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Bravo của Cộng hòa Séc, khi được yêu cầu bình luận về phản ứng của quốc tế đối với tuyên bố của ông trong hội nghị về Ukraine ở Paris, nhà lãnh đạo Pháp Macron nói, "Về việc điều quân tới Ukraine, tôi đã nói rằng không có gì có thể loại trừ được. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi đang có kế hoạch triển khai lực lượng Pháp tới Ukraine trong tương lai gần. Chúng tôi đang mở một cuộc thảo luận và đang cân nhắc mọi thứ có thể làm để hỗ trợ Ukraine, trước hết là lãnh thổ Ukraine." Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định, những gì đã được thỏa thuận ngay từ đầu giữa chúng ta sẽ được áp dụng trong tương lai. Cụ thể là các nước châu Âu hoặc thành viên NATO sẽ không điều bất cứ binh sĩ nào đến Ukraine. Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó tuyên bố, Budapest không sẵn sàng gửi vũ khí hoặc điều quân tới Ukraine. Ông nói, đây là lập trường rất rõ ràng và vững chắc của Hungary. Thủ tướng Thụy Điển Kristersson nhận định rằng Ukraine chưa có nhu cầu tiếp nhận bộ binh của phương Tây và việc điều quân tới nước này chưa nằm trong kế hoạch của Stockholm. Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định khối này không hề có sự chuẩn bị nào để đưa lực lượng tới Ukraine. Ông tuyên bố, không có kế hoạch triển khai lực lượng bộ binh của NATO đến chiến đấu ở Ukraine. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pháp Stéphane Sizur khẳng định Pháp chưa bao giờ vượt qua ranh giới trong cuộc xung đột ở Ukraine và sẽ không vượt qua nó. Ngoại trưởng Sizur cũng giải thích rõ phát ngôn của Tổng thống Macron rằng sự hiện diện của quân đội phương Tây ở Ukraine có thể cần thiết để cung cấp một số loại viện trợ nhất định, bao gồm gia phá bom mìn và huấn luyện quân đội Ukraine. Nhưng điều đó không ngụ ý sự tham gia trực tiếp của họ vào cuộc xung đột. Về phần mình, ông Macron cho biết phát ngôn của ông không hề bột phát mà đã có sự tính toán kỹ lưỡng. AFP dẫn lời ông Macron nói với phóng viên, đây là vấn đề nghiêm trọng, mỗi lời tôi nói ra về việc này đều được cân nhắc suy tính kỹ lưỡng. Mặt khác, ông khẳng định lằn ranh đỏ của Pháp là không chiến đấu chống lại người dân Nga và không đẩy xung đột leo thang căng thẳng. Tuy vậy, ông vẫn nhấn mạnh các đồng minh châu Âu cần tăng cường hỗ trợ Ukraine, không nên tỏ ra hèn nhát. Phát biểu sau khi gặp người đồng cấp Petr Pavel, ông Macron nói, đây có phải là một cuộc chiến của chúng ta không? Chúng ta có thể ngoảnh mặt đi với niềm tin rằng chúng ta có thể để mọi thứ diễn ra theo đúng quỹ đạo của nó không? Tôi không tin như vậy và do đó tôi đã kêu gọi một sự đột biến mang tính chiến lược và tôi hoàn toàn ủng hộ điều đó. Bên cạnh đó, ông cũng ủng hộ kế hoạch mà Cộng hòa Séc đưa ra hồi tháng trước là tài trợ để nhanh chóng mua hàng trăm nghìn quả đạn dược từ một bên thứ ba cho Ukraine. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa rõ mức độ tham gia của Pháp đối với việc triển khai kế hoạch này, nhưng ông Macron cho hay giới chức đang thảo luận và ông ủng hộ dùng quỹ của châu Âu để mua đạn dược cho Kiev. Kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ hồi tháng 2 năm 2022, Pháp là một trong những nước ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất. Ngày 16 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ông Macron đã ký một thỏa thuận an ninh với thời hạn 10 năm. Thỏa thuận bao gồm cam kết của Paris tăng viện trợ cho Kiev lên tới 3 tỷ euro, tương đương 3,2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2024, sau các khoản viện trợ 1,9 tỷ euro năm 2022 và 2,1 tỷ euro vào năm ngoái. Thỏa thuận kéo dài 10 năm và củng cố hợp tác trong lĩnh vực pháo binh giữa hai nước, đồng thời sẽ mở đường cho việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu và khối quân sự NATO trong tương lai. Tổng thống Macron nhắc lại rằng, thỏa thuận này tuân theo các cam kết được đưa ra bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius vào tháng 7 năm 2023. Văn bản này được ký kết trong thời hạn 10 năm, bao gồm các cam kết về tài chính trong lĩnh vực quân sự và dân sự. Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân USV đã trở thành một vũ khí mạnh mẽ của Ukraine, gây ra tổn thất đáng kể cho hạm đội Biển Đen của Nga. Trong bối cảnh, Moscow đang nỗ lực ngăn chặn mối đe dọa, chỉ huy đơn vị vận hành USV thuộc Cơ quan An ninh Ukraine, SBU, chuẩn tướng Ivan Lukashevich đã nhấn mạnh rằng Kiev vẫn đạt được những thành công đáng kể trong các cuộc tấn công nhằm mở lại hành lang hàng hải ở Biển Đen. Điều này đã buộc quân đội Nga phải bố trí lực lượng trong khu vực. Tờ Business Insider dẫn lời ông Lukashevich, đối phương đã ngay lập tức đáp trả mối đe dọa từ USV, nhưng chúng tôi vẫn đi trước vài bước. Năm 2022, Ukraine lần đầu tiên giới thiệu USV và kể từ đó, Kiev đã phát triển hạm đội USV đầu tiên trên thế giới với tên gọi là Sea Baby.
Các USV CBB của Ukraine đã được sử dụng trong nhiều cuộc tấn công tàn khốc nhắm vào tàu chiến và cơ sở hạ tầng của Nga xung quanh Biển Đen. Moscow đã ngăn chặn và thậm chí loại bỏ một số USV của Ukraine. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vũ khí của Ukraine vẫn gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các tàu chiến của Nga. Tướng Lukashevich cho hay, động thái đầu tiên của Nga là triển khai các đội súng máy trên tàu chiến để bắn hạ USV và củng cố năng lực phòng không. Theo đó, các máy bay và trực thăng quân sự của Nga liên tục tuần tra bờ biển và vùng biển phía Tây Biển Đen. Song, theo vị tướng Ukraine, Hải quân Ukraine và SBU đã cùng nhau phối hợp để nâng cấp nhanh chóng CBB, làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn và nguy hiểm hơn so với các mẫu trước đó. Mục tiêu là có khả năng xâm nhập vào hàng phòng thủ của tàu chiến Nga và các mục tiêu khác. Quá trình này bao gồm tăng kích thước đầu đạn, kéo dài thời gian ở dưới nước và tăng khoảng cách hoạt động, bao gồm từ các vị trí ở miền nam Ukraine đến bán đảo Crimea và quay trở lại. Ông Lukashevich nói, phía Nga hiểu rất rõ khả năng của các USV Ukraine, họ đã kiểm tra khoảng cách USV có thể hoạt động, tốc độ tấn công và trọng tải mang theo, bởi họ rất muốn tìm hiểu một số chi tiết mới. Ông giải thích thêm, SBU đang tiến hành thử nghiệm và sản xuất UAV tại nhiều địa điểm và liên tục di chuyển chúng. Các hoạt động đặc biệt cũng được triển khai từ các trung tâm chỉ huy ở các khu vực khác nhau. Ngoài ra, các USV đã được cải tiến để trở thành đa nhiệm nhằm ngăn chặn hạm đội của Nga tiến gần bờ biển Ukraine. Đầu tháng 2 năm nay, Ukraine tuyên bố đã làm hư hại hoặc phá hủy hơn 24 tàu chiến Nga, tương đương 1/3 hạm đội Biển Đen, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Các cuộc tấn công bằng USV của Ukraine đã khiến một số tàu Nga phải rời khỏi trụ sở chính ở cảng Sevastopol để đến thành phố Novorossiysk của Nga. Theo vị quan chức Ukraine, bước tiến trên đã cho phép Kiev thiết lập lại hành lang hàng hải quan trọng ở Biển Đen sau thời gian bị phong tỏa. Ông Lukashevich nhấn mạnh, chúng tôi đã giải phóng được hành lang ngũ cốc và ngăn chặn hoạt động của các bệ phóng tên lửa Nga bắn từ biển vào lãnh thổ Ukraine. Buộc đối phương phải chạy trốn khỏi Biển Đen là mục tiêu chúng tôi tìm kiếm và đã đạt được. Ngày 5 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada Bill Barlay cho biết, Canada đã tiến gần đến việc đưa ra quyết định cuối cùng về việc cung cấp cho Ukraine tên lửa không điều kiện CRV-7. Bộ Quốc phòng hiện đang đánh giá mức độ an toàn cũng như phương thức tốt nhất để vận chuyển tên lửa sang Ukraine. Ông Bill Barlay nói, chúng tôi đang thực hiện công việc để đảm bảo số vũ khí đó được vận chuyển an toàn. Chúng tôi muốn chuyển tất cả số vũ khí đó đến Ukraine càng sớm càng tốt. Trước đó, ngày 2 tháng 2, tại phiên họp Quốc hội, lãnh đạo của Đảng Bảo thủ đối lập Canada Pierre Poilievre cho biết, thay vì khiến người dân Canada trả hàng triệu đô la Mỹ cho việc phá hủy CRV-7, vũ khí này nên được gửi cho Ukraine để họ có thể sử dụng bảo vệ lãnh thổ. Trong một thông cáo báo chí được công bố, đảng này tiết lộ thêm, kể từ năm 2018, Đảng Bảo thủ đã kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Trudeau làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ Ukraine. Điều này bao gồm cả việc gửi vũ khí dư thừa cho lực lượng vũ trang Ukraine và thay thế dầu khí của Nga bằng năng lượng của Canada cho các đồng minh thân cận nhất của chúng ta. Việc này sẽ giúp tạo ra công ăn việc làm cho người lao động Canada. Tại thời điểm đó, Bộ Quốc phòng Canada xác nhận vẫn còn giữ tên lửa và chúng được coi là một phần của gói viện trợ quân sự cho Ukraine trong tương lai. Hàng chục nghìn tên lửa có động cơ nhưng không phải tất cả chúng đều trang bị đầu đạn. CRV-7 là một trong những tên lửa không đối đất mạnh nhất trong chiến tranh lạnh, được sản xuất bởi Bristol Aerospace ở Winnie, Manitoba. Tên lửa này vẫn được các đồng minh sử dụng trong suốt xung đột Afghanistan. Tên lửa được ra mắt đầu tiên ở Mỹ dưới dạng tên lửa không đối đất cải tiến vào đầu những năm 1970, là vũ khí đầu tiên có đủ khả năng để xuyên thủng các nhà chứa máy bay kiên cố của khối hiệp ước Warsaw. Tên lửa được trang bị nhiều loại đầu đạn khác nhau. Một trong số loại đó là loại nặng 7,3 kg, có thể xuyên thủng các mục tiêu bọc thép hoặc kiên cố và có thể được bắn từ trực thăng tấn công và máy bay ném bom cánh cố định. Ngoài ra, với tầm bắn hiệu quả tối đa gần 4.000 m, cho phép tên lửa có thể được triển khai từ các địa điểm bên ngoài phạm vi tác chiến của các hệ thống phòng không tầm ngắn đối phương. Một số quốc gia đã sử dụng tên lửa CR-7 bao gồm cả Vương quốc Anh, Pháp, Đức và Cộng hòa Séc. Các phi công chiến đấu của Canada cũng đã sử dụng tên lửa ở châu Âu trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Ngày 5 tháng 3, Văn phòng Tổng thanh tra Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ USAID đã nhận được hàng chục cáo buộc về hành vi gian lận liên quan đến viện trợ gửi đến Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022. Theo đó, USAID đã nhận được 15 khiếu nại về cáo buộc lấy cắp hoặc chuyển hướng viện trợ, 12 khiếu nại về gian lận chương trình viện trợ, 11 khiếu nại về gian lận mua sắm và 11 khiếu nại về xung đột lợi ích. Văn phòng Tổng thanh tra cũng nhận được 5 khiếu nại về cáo buộc hối lộ, 5 khiếu nại về quản lý yếu kém,
cùng một khiếu nại về lạm dụng và bóc lột tình dục. Tổng cộng, văn phòng này đã nhận được 182 khiếu nại về hành vi gian lận trong viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, họ không công khai tiết lộ thông tin về các cuộc điều tra mở. Nhóm thanh tra đã tổ chức 6 cuộc họp với USAID và các nhân viên chính phủ Mỹ khác. Nhóm cũng đã 5 lần gặp gỡ các thực thể Ukraine và 3 lần gặp gỡ những người thực hiện viện trợ và những người được nhận trợ cấp, cũng như tiến hành 2 cuộc họp nâng cao nhận thức về gian lận. Trong 2 năm kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine, Mỹ đã chi khoảng 113 tỷ đô la Mỹ cho viện trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo cho Kiev. Khoảng 45 tỷ đô la Mỹ trong số đó được chi cho vũ khí, đạn dược và các hỗ trợ quân sự. Vào mùa hè năm 2022, một bài báo của đài CBS News cho rằng chỉ có khoảng 30% số vũ khí phương Tây gửi đến thực sự được đưa ra tiền tuyến ở Ukraine. Vào thời điểm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cảnh báo rằng vũ khí phương Tây gửi cho Ukraine có nguy cơ bị tuồn ra chợ đen và tới các vùng đang xảy ra xung đột khác trên thế giới. Mỹ kể từ đó đã triển khai hàng chục giám sát tới Ukraine để theo dõi các chuyến hàng vũ khí mà nước này viện trợ cho Kiev.